Xin chào tất cả các em. Cô là Đoàn Thu Trang và hiện tại cô đang là giảng viên thuộc bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý của Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Với các bạn học sinh lớp 12 ở trong thời điểm này thì cô nghĩ là các bạn hẳn đang có rất nhiều băn khoăn về chuyện chọn trường, chọn ngành, nên làm thế nào cho đúng. Và ở trong video này thì cô hy vọng sẽ giúp các em giải đáp một phần băn khoăn đó bằng việc là chia sẻ với các em nhiều thông tin hơn về một trong những ngành học mà cô nghĩ là đang hấp dẫn nhất ở trong thời điểm hiện tại, chính là ngành kinh doanh quốc tế. Và chúng ta sẽ lần lượt trả lời hai câu hỏi, cô nghĩ là hai câu hỏi nhiều bạn quan tâm nhất. Đấy chính là học ngành kinh doanh quốc tế là học gì và sau khi ra trường thì chúng ta sẽ có cơ hội việc làm như thế nào đối với tấm bằng là cử nhân kinh doanh quốc tế. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi đầu tiên là học kinh doanh quốc tế là học gì nhé? Hiểu một cách đơn giản thì ngành kinh doanh quốc tế sẽ giúp cung cấp tất cả những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các em để chúng ta có thể tiến hành kinh doanh trong môi trường quốc tế. Và để dễ hiểu thì tất cả những phần kiến thức và kỹ năng đó chúng ta có thể chia thành 4 nhóm lĩnh vực chính. Đó chính là marketing, kế toán, tài chính và quản trị. Lĩnh vực đầu tiên chính là marketing. Marketing chính là cầu nối giữa khách hàng với doanh nghiệp. Marketing sẽ giúp cho chúng ta hiểu về khách hàng nhiều hơn, biết được nhu cầu của khách hàng là gì và chúng ta sẽ làm thế nào để thỏa mãn các nhu cầu đó. Khi chúng ta có những sản phẩm mới thì chúng ta sẽ làm thế nào để khách hàng biết đến sản phẩm của mình nhiều hơn. Đấy là một số điểm chính liên quan đến các kiến thức về marketing mà chúng ta sẽ học ở trong chương trình học. Ở trong một doanh nghiệp thì luôn có rất nhiều các hoạt động khác nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết là các hoạt động chúng ta đang tiến hành có hiệu quả hay không? Có một cách sẽ giúp cho chúng ta theo dõi được các hoạt động của doanh nghiệp một cách rõ ràng nhất. Đấy chính là ghi chép các hoạt động của doanh nghiệp dưới dạng những con số. Và đó chính là công việc của kế toán. Khi chúng ta nhìn vào những con số kế toán thì chúng ta sẽ biết là những hoạt động nào chúng ta đang tiến hành hiệu quả, những hoạt động nào không để chúng ta có thể kịp thời thực hiện thay đổi cần thiết. Tiếp nữa mà chúng ta rất cần khi vận hành doanh nghiệp đấy chính là tài chính. Với tài chính thì chúng ta sẽ biết quản lý dòng tiền ở trong doanh nghiệp như thế nào. Nếu như chúng ta cần vốn để vận hành doanh nghiệp thì chúng ta sẽ tìm nguồn vốn đó từ đâu? Và nếu như chúng ta kinh doanh có lợi nhuận thì phần tiền dư của chúng ta có thể dùng đầu tư vào những hoạt động nào? Đó chính là công việc của tài chính. Và cuối cùng là quản trị sẽ giúp cho chúng ta điều hành doanh nghiệp một cách có quy củ, giúp cho doanh nghiệp vận hành có kế hoạch, có tổ chức và sẽ giúp điều phối tất cả các hoạt động ở trong doanh nghiệp để các hoạt động ở trong doanh nghiệp có thể được nhịp nhàng hơn. Trên đây là những nhóm kiến thức chính mà chúng ta sẽ học ở trong chương trình học kinh doanh quốc tế và dựa trên nền tảng kiến thức này thì vào năm học cuối tại khoa quốc tế, các bạn sinh viên của ngành kinh doanh quốc tế sẽ có thể lựa chọn hai chuyên ngành, đấy là chúng ta sẽ đi theo chuyên ngành marketing hay chúng ta sẽ đi theo chuyên ngành về tài chính. Và bởi vì chương trình học của chúng ta là chương trình kinh doanh quốc tế nên tất cả các lý thuyết, các kiến thức mà chúng ta học thì sẽ đều được nghiên cứu và sẽ đều được học tập ở trong bối cảnh quốc tế. Đối với chương trình học ở khoa quốc tế của chúng ta thì cô cũng muốn chia sẻ với các em thêm một chút là các thầy cô luôn muốn là sẽ giúp cho các em có được hành trang vững chắc nhất khi các em ra trường và tìm việc làm. Cho nên là chúng ta sẽ không chỉ học về kiến thức mà chúng ta sẽ còn được rèn luyện rất nhiều kỹ năng. Từ các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo cho đến các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo vân vân. Và chúng ta sẽ học tất cả những kỹ năng đó, chúng ta sẽ rèn luyện các kỹ năng đó thông qua rất nhiều các bài tập lớn ở trên lớp này, thông qua các hoạt động đi tham quan thực tế tại doanh nghiệp này. Và chúng ta sẽ học cả từ các kinh nghiệm được chia sẻ từ các anh chị là những doanh nhân rất là thành đạt mà các thầy cô mời về chia sẻ với các em trong các buổi nói chuyện guest speaker tại trường nữa. Vậy thì với phần kiến thức và kỹ năng về kinh doanh quốc tế, chúng ta ra trường có thể làm những công việc nào? Chúng ta có rất nhiều cơ hội ở trên thị trường việc làm. Thứ nhất là bởi vì các bạn được học theo hai chuyên ngành là chuyên ngành marketing và chuyên ngành tài chính, nên các bạn có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để làm các công việc liên quan đến hai ngành này. Và chúng ta có một lợi thế rất lớn, đấy là chương trình học của chúng ta học 100% bằng tiếng Anh. Nên các em có rất nhiều cơ hội để có thể tìm được việc làm ở các tập đoàn đa quốc gia, các công ty nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ. Và đối với những bạn nào có định hướng du học thì chương trình học của chúng ta sẽ là một bước đệm rất tốt cho các em.
Bởi vì tất cả những giáo trình và những tài liệu mà chúng ta sử dụng ở trong chương trình học thì đều được các thầy cô chọn lọc và cập nhật thường xuyên để đảm bảo là đây là những giáo trình tốt nhất và là những giáo trình mà được sử dụng rộng rãi ở rất nhiều trường đại học ở trên thế giới. Vừa rồi thì là những điểm nổi bật nhất về ngành kinh doanh quốc tế, và thực ra thì vẫn còn rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn khác, nhưng mà bởi vì thời lượng video của chúng ta có hạn cho nên chúng ta sẽ để những phần đó về phía sau này. Chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu khi các em đã trở thành sinh viên của khoa quốc tế rồi. Cô rất hy vọng là ở trong video này thì các em đã có thêm một phần thông tin và hiểu thêm về ngành học. Nếu như các em còn câu hỏi gì thì các em có thể để lại câu hỏi ở phía dưới video. Trường sẽ trả lời các em trong thời gian ngắn nhất có thể. Và cô rất hy vọng là sẽ sớm gặp các em ở trên giảng đường của khoa quốc tế. Xin cảm ơn tất cả các em.